tiền tao muốn lại tao một sáu chai lại đây. Có nghĩa là bây giờ có tiền là mới quen lại phải không? Phải ít nhất là phải 16 chai phải không chứ? Chứ tính sao mà ra 16 chai chứ tính rồi, con nghe coi. Giờ con tặng cho chứ bài hát nha. Lúc xưa tôi yêu nhầm thằng thiên, bây giờ tôi ăn chuối chiên. Tiền gì tôi 17-18 ngày còn chưa đưa đồng. Không, nó mới cho tiền đó, mới cho tiền chúng nhiều với cho tiền mượn cầm gì rồi tùm lum hết á. Không có chồng cầm mà. À, tiền cứu trợ cho chúng nhiều. Rồi. À, gì cũng được đi. Có cho tiền mà mọi người. Tưởng ấy gì nó lo dùng tiền tao, tưởng tao đi đâu cũng chẳng tài. Còn bà dùng có, tao không có, mày tiền thôi quá. Này tiền tao cũng chẳng. Đây để con gọi lại cho bà nữa coi. Tao là lý do đám ma giờ nói tùm lum má tiền tôi. Có ren rồi nè. Có ren rồi, mừng quá. Đấy, từ từ để tao bắt máy cái đã, coi có máy không, để hết cái tiếng rèn đó bắt đầu người ta alo rồi chứ nói chuyện. Bây giờ khổ lắm, không dám hứa chất gì hết, nó hứa chết lâu đầu rồi. Hello. Rồi ta tắt máy mẹ nó. Bấm đi, ta bấm chính nghe cái nút đó. Trời ơi, tôi điện bả mà tắt máy. Hello. Có rèn không? Hello. Có nghe rèn đó, để đi đầu rồi. Ủa chị nhắn anh Hưng Trần gửi tiền em sao không thấy? Nói chung là đang có công việc thì đừng có một vòng 1-2 ngày nữa là sẽ ok có thôi. Tại nhà đang có công việc. Cảm ơn nha dì. Nói nhà đang có công việc, mày nói chuyện đi. Dạ, vậy thôi em cảm ơn chị. Tại vì chất cứ đầu hoài, chị không, dì không có tin em mới điện cho chị. Anh cho anh thì anh nhận thì anh đưa cho bả. Tiền đây người ta làm cũng mệt lắm chứ, cái gì cũng phải từ từ, cả ngày chị đang có công việc mà cứ lên mạng cứ nói nhà nhà ta đám tang gì rồi Hưng Trần điện đòi tiền Hưng Trần từ lứa chứ. Đó, chất nghe chưa chất. Rồi vậy thôi chị, vậy em xin lỗi chị nha, làm phiền. Cảm ơn chị nha. Tại vì chất cứ đòi hoài em mới điện chị á. Đó, chất nghe không? Đó, chất gọi trước mặt chất luôn á. Nếu dài sao khám bệnh sao à? Hôm nay thấy chất bớt. Hôm nay thấy chất bớt chứ vậy? Thấy hình như là người nó súng sắc hay sao rồi đó. Mặt mày nó giống như bị sưng ra trời. Súng sắc rồi. Là mới hớt tóc phải không? Thấy đẹp gái ra đó nhưng mà thấy xuống tí xíu rồi đó. Cố gắng ăn ít đồ ngọt rồi lại đi. Đừng ăn chè, ăn chiếc gì vô. Người buồn cảnh giật có vui bao giờ. Bất tình vậy thôi, giờ biết sao vậy. Không ư ghét thân sáng chịu đem kéo dâm quà giờ quà gặp quá ơi. Rồi bây giờ hôm nay xui xẻo này chết thôi, chất bao con uống nước đi cho nó hết cái xui đi chết. Tao cũng có tiền tao uống nước. Nó chất hay không mua đồ khè mai làm từ thiện hay chất rồi. Nếu mai đi không chở chất đi qua làm bên quận 8 nào làm đâu không qua con ly nước đi tình nghĩa tiền chợ. Má ơi thành công cái đó đi sao có cà bao đó điện cho ta ta chính xác quá châu là châu liền. Tao phải sắp xếp tiền bạc với chất. Riêng bà Dung có, tao không có tiền tôi. Có là làm liền, chỉ đừng hứa vậy tao ghét. Cũng xạo.
tan bún rồi mới xong. Giờ hẹn hai bờ mình quá ảo quá. Dạ biết ta vậy thì đừng có hối nữa rồi, coi như là không có đi. Đó đời nó vui đi, bớt suy nghĩ nặng nề tiền bạc đi. Nhiều khi đòi riết người ta ghét, người ta không cho luôn á, nhiều khi người ta chậm trễ vài ngày chứ làm gì vậy. Ví dụ góp sách hay là tiền góp tiền gì cũng phải, người ta kẹt tiền cũng phải cho ta trễ vài ngày chứ. Chứ đâu phải ví dụ không có tiền giết người ta được. Cuối cùng là bờ vơ. Cho em xin một đêm chăn trôi. Nói lại người ta là dòng túi làm đồ phàng. À con nói thiệt cái chất chứ quen cũng nhiều là ngon nhất. Con nói thiệt á. Quen ai vậy thôi. Ai nói gì nói với Trần Vĩnh Hương chất nha. Thăm mấy bữa thấy gì chất vô bệnh viện khám bệnh rồi đó, ở ngoài đây cũng gọi điện thoại hỏi thăm rồi, mà thật sự mà nói bây giờ anh Tuấn Nguyễn anh đang dựng chất, mà vì chất cũng dựng Tuấn Nguyễn, hai người dựng nhau luôn. Phải cái dây á mà một người á dùng một người kéo thì nó đâu bao giờ nó đứt, bây giờ á là hai người nó dùng cùng kéo luôn, bởi vì cái mối tình này không biết làm sao mà để bồi đắp thêm, cắt dứt quá. Chắc chia tay quá mọi người ơi. Chất thì lúc nào cũng thấy mặt bả buồn á, từ lúc đó tới giờ là bắt đầu bả buồn hẳn ra. Mắt bắt đầu sụp xuống rồi đó. Thấy không? Đâu chất? Đâu con tay chất đâu bên kia đâu rồi, mất đâu rồi phải không? Bây giờ bả không nghĩ đến tiền bạc nữa đâu. Tối ngày cứ gãy đầu gãy đồ, thấy gì tội nghiệp, bây giờ không biết làm sao giúp trời chất nữa. Chất có muốn con làm gì cho chất không? Thôi bà đã đi trăm đô à, giờ hối được trăm đô thôi hả? Làm gì làm chất cũng không quên mối tình trăm đô của con với chất. Giờ con tặng cho chất một bài hát nha. Lúc xưa tôi yêu nhầm thằng Thiên, bây giờ tôi ăn chuối chiên. Ăn về chấu mới bị chặt. Bà bị 7 mối tình anh gọi là thất á, thất tình á. Kiếm thêm một mối tình nữa được không? Ôi, ôi, dạ. Được không? Đến với anh luôn được không? Được không? Chịu không? Nhiều mối nay buồn dữ vậy. Khi xưa tôi lỡ yêu nhầm thằng Điên rồi. Bây giờ ấy, bây giờ con nói chất nghe. Bây giờ chất tạo cái tài khoản đi rồi chất cho số. Rồi người ta cho tiền á, người ta gửi thẳng chất luôn. Hỏi qua ai hết á. Làm một cái tài khoản ngân hàng, mai con chở chất ra lập một cái tài khoản ngân hàng gửi thẳng tên chất luôn. Hỏi qua người này người kia chất, nhiều khi chất nghĩ ngợi là chất tưởng là ăn gian bớt nữa, làm cái tài khoản luôn, cho thẳng cái số idol lên mạng luôn. Mà mày nhớ nha, cho số là phải gọi điện thoại hay bắt máy nha. Chất dạo này chất buồn à mọi người, ít tương tác lắm. Vẻ mặt bà lúc luôn 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 buồn, mắt bắt đầu sụp rồi đó. Thấy không, dài mắt bắt sụp vậy. Cắt mắt lại chất. Ốc tóc bây giờ cắt mắt lại. Đâu đi đâu được tay cái dầu quá. Lỡ khi xưa tôi yêu nhầm thằng Điên đó rồi. Bây giờ tôi phải đi ăn chú chiên. Nãy mới chọc tao là chè đầy người luôn. Nó tao chọc chất hả? Là... Nó chọc chất là cho nó ăn chè luôn phải không? Nó cấm mày điếm xa tao, để chờ những lại gần tao. Điếm mẹ mày đi. Đi kiếm mấy cha cục vô á. Thì tao muốn lại tao một cáo chai lại đây.
Có nghĩa là bây giờ có tiền là mới quen lại phải không? Phải ít nhất là phải 16 chai phải không chứ? Chức tính sao mà ra 16 chai chức tính con nghe coi. 16 tầng. Cái gì mới đây mà 16 tầng dữ vậy? Là có nghĩa là 4 tháng rồi đó hả? Trời ơi, làm gì tới? Mới không quen ảnh cách đây con nghĩ là chừng nửa tháng tháng thôi, làm gì mà 16 tầng 4 tháng dữ vậy? Trời ơi, chức tính sao mà thành ra 16 chai 4 tháng dữ vậy trời. Mới đây. Chắc tính theo tiền lãi luôn hay sao á? 16 tầng. Chắc chắn là 16 tầng nha. Anh Tuấn Nguyễn anh coi được cái clip nè, anh phải kỹ nha. 16 tầng á là 4 tháng đó. Lỡ khi xưa tôi yêu nhầm thằng điên rồi. Bây giờ mới về ngủ đi. Đi vô tôi chờ. Giờ chất về hay gì? Mua năm bịch khô cá tra chị ạ. Gửi cho chị Kiều. Chị Kiều nhờ gửi mua 5kg á, ký 350 á. Đó là chiên còn nóng lên nặng nó ngon. Mua 5kg á, chị Kiều gửi. Nhờ mua rồi đưa cho người nhà người ta gửi qua Mỹ. Mua cá tra biển hồ đàng hoàng luôn. Dặn khè luôn, ăn ngon lắm. Cái đó mà trời lạnh ha, ăn với cơm ha, làm chén nước mắm lên, trời ơi nhức nách luôn. Ăn khô, chị Kiều thích ăn khô lắm. Nhớ về quê hương. Ở bên Mỹ nó cũng có khô nhưng mà nó mắc chứ, hiểu không? Bởi vậy nó mua từ Việt Nam, ta đem qua. Chứ cũng khoái ăn khô lắm mọi người. Mà anh chích thích nhất là khô gì biết không? Đâu, chất kích khô xúc xích. Cá sặc hả? Cá sặc nhà anh Vinh, cá cha nhà anh Vinh thiếu cha vậy. Mai chở bà qua anh Bển vừa ăn bánh canh này vừa từ thiện này, vừa được ăn khô nữa. Sao đâu? Dạ. Bốn, từ từ người ta cũng làm đây à. Mà đợt trước, đợt đầu á, người ta làm bên Bển. Rồi bây giờ chất cứ qua anh Bển đi. Không, mày ở tông qua đi. Thì con chở chất mà. Không. Nói tránh hết cái lũ đó đi. Cũng lại gần tao. Bây giờ chất của anh bển đi, con cho chất 200. Không. 300. Con mướn chất của anh bển luôn, cho chất 500 luôn á. Nhờ chất của anh bển là chất đứng đó là chất phát đồ từ thiện giùm con. Con cho chất 500. Đi không mà sẵn sơ mai con rớt. Không chịu không? Vậy là chất đòi là phải 16 triệu mới làm lành với anh Việt Kiều. Rất buồn rồi mọi người ơi. Rất cũng tội nghiệp. Không biết sao. Không biết làm sao cho chất vui trở lại. Chất có sức sống lại. Chất năng lượng lại. Bây giờ là thấy chất là hết năng lượng rồi đó. Chất ơi. Hôm ấy mình chơi cái hàng gì để cho nó tươi tươi, mình uống thuốc gì vô cho nó hưng phấn lại chứ. Mình uống thuốc cảm đi. Cái gì vậy? Bữa mày đi lên nhà Tấn Biển là chưa gắn thang máy phải không? À. Bữa nay nó gắn hai cái gần xong rồi. Trời ơi tôi dữ rồi trời. Nãy tao đi lên á, tao chứ bà Mỹ bà Sáu. Rồi vô đi lên trời ơi đổ mồ hôi hột luôn. Trời đã vậy. Ê. Lên nhà là Lý Chính Thắng đó hả? Ừ, nãy tao tiếc mày có mày đi theo quay vậy. Trời ơi ngon dữ trời. Nhà đó 9 tầng họ nói cho chất phòng á, mà giờ không biết nó có giờ còn giữ quan điểm đó không. Trời ơi giờ vắng thằng máy rồi chất ơi, nghe nói cho bà cầm phòng hay gì đó. Để mai gặp anh Tuấn Nguyễn nói lại ảnh sao nữa. Nó mua quan. Tôi quá giờ tôi luôn. Nhà gắn thằng máy rồi. Bữa lại cái nhà đó chưa gắn thằng máy, bữa hơn Trần đi với lại gì. Không biết có gì chất không ta, không có thì phải. Chất lại nhà đó bao giờ chưa? Ngay chỗ bên Lý Trấn Thắng, nhà 9 tầng lầu ngon lắm, nhà mặt tiền đường. Nhà đó mấy trăm tỷ á chứ coi. Có tiền chưa chắc gì mua được cái nhà đó. Ông Kha, bữa đó đi Mận Cầm với anh Khoa. Khoa nó cũng đòi dành phòng. Ông Cầm cũng đòi dành phòng. Con mới nói nó là bây giờ á,
nhà làm gì làm, để cái phòng gia chủ cho chức, chứ phải nắm quyền mấy người đó.